Minh Toàn xin muốn chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại chợ đồ cũ hay còn gọi là chợ hoa và cây cảnh của phường Văn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và hôm nay là Minh Toàn tìm một cái món đồ mà ở hiệu không có. Nhưng Minh Toàn đi tìm từ lúc chiều bây giờ và bây giờ cũng không có luôn. Đây, và như các bạn thấy, chợ đồ cũ thì hoạt động khá là sầm uất. Vào giờ này là cũng là cái giờ mà hoạt động khá là sầm uất. Ở chợ đồ cũ thì cái gì cũng có luôn. Ở đây thì có những đồ rất là cổ luôn ấy các bạn. Đây, có cả giày dép này. Linh kiện điện tử, xe đạp, đấy, cái gì cũng có luôn á. Ở đây là cả một cái khu phố luôn đấy các bạn, mê mải. Các cái đồ này đồ đồng chơi đồ đồng. Có cả cái sừng voi tù vạ này. Thì cái gì cũng có luôn. Và đài cho tất cả mọi thứ giày dép. Rất là nhiều đồ luôn. Và mến thưa các bạn, có những cái đồ mà các bạn ra hiệu tìm là không có đâu, nhưng mà tìm ở chợ đồ cũ này là mới là có cơ. Mới có những đồ mà nó cổ ngày xưa ấy. Đấy. Minh Toàn hôm nay cũng là Minh Toàn cũng đang đi tìm một cái món đồ mà đi hỏi các cửa hàng không có rồi. Người ta chỉ đến chỗ chợ đồ cũ này. Đây, chúng ta thử vào một cửa hàng nhé. Đấy, các bạn thấy cái gì cũng có luôn, vali này, vali quần áo.
Hùng hồn. Không phải lo pin, bác cứ yên tâm là thế. Bác cứ để thằng bằng là chúng nó lắc chứ không được gì nữa. Pin mới là... Nó bên này là tất cả là nó lại có lắc được, phải thằng bằng nó mới lắc được. Lắc nó kêu lên. Không ạ, chỉ có lắc đẹp thôi ạ. Không đúng rồi đấy, quả lắc là thằng bằng nó mới lắc. Cái đấy là cái gì đấy hả bác? Đá, bị cua điện á. Bao tiền đấy bác? 100, cái điện thắt. Hay à. Đây là đồ thờ rồi, đồ thờ, đồ cúng. À, đèn. Tức là nhiều người ta không có nhu cầu dùng thì người ta đưa ra đây người ta bán, và mình đi mình tìm những cái đồ phù hợp với mình sẽ mua lại những cái đồ phù hợp với mình. Có cả quần áo luôn. Đây là một cái nơi, là cái nơi về các cái đồ quần áo. Còn lại là có một nơi là chuyên bán cây cảnh và hoa. Thì nơi chuyên bán cây cảnh và hoa thì Minh Toàn đã có một hai cái video về nơi chuyên bán cây cảnh và hoa, rất là nhiều cây đẹp luôn các bạn. Phải nói rất là nhiều cây đẹp luôn. Nếu Minh Toàn khi nào Minh Toàn có nhu cầu về cây cảnh, Minh Toàn đến đây hình toàn mua để dục cái đẹp lắm. Đây là đồ điện tử. Có những cái xe rất là đẹp luôn, xe cổ kìa. Đây là phía đường Lê Văn Lương kéo dài rồi. Chúng ta đi đồ cũ và chúng ta đi thẳng vào trong này. Và đồ cũ nào nằm ở làng Lòng Văn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Các bạn cứ đến hỏi chợ cây chợ hoa và cây cảnh hoặc là chợ đồ cũ Hà Đông, làng Văn Phúc cái là người ta chỉ cho luôn đấy. Đây, khu này ngược về phía kia là khu bán hoa và cây cảnh. Minh Toàn đi khu này rồi, thành ra là Minh Toàn cũng muốn đi lại cái khu hoa và cây cảnh.
Anh có dây sạc nữa. Đây, ví dụ như đây là một số cái cây, nhưng mấy cây này thì chưa phải là đẹp. Những cây bonsai. Minh Toàn sẽ đi thẳng đến đằng này để gửi một số cái hình ảnh đến các bạn luôn, để các bạn đã hiểu rõ về cái đồ cũ, chợ đồ cũ ở Văn Phúc này nhé. Đây có cả bể cá cảnh đưa ra đây bán này. Này là cả bán hoa, nhưng mà khu này thì chưa đẹp, có những khu cây rất đẹp luôn, đẹp mướt luôn. Chỗ này là bán sen, bán súng. Và chỗ đồ cũ thì có một cái điều mà Minh Toàn muốn chia sẻ đến các bạn, đó là có những cái đồ ở đấy là đây là khu Hòn Nón Bộ, đẹp phết nha. Đây có tảng đá này đẹp này đó. Tảng đá này đẹp với các bạn này. Tảng đá đây rất là đẹp luôn. Còn Minh Toàn cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng khi mà chúng ta đi mua đồ cũ thì chẳng biết đường nào mà lần cả, nhiều cái rủi ro. Ví dụ như là chia sẻ thật luôn các bạn, có những người ví dụ như là người ta có mất đi, xong rồi người nhà thì người ta không bán đồ mấy đâu, nhưng mà chủ yếu là ví dụ như là nhà mà vứt đồ đi ấy, mà không đốt đi thì người ta đưa ra đây người ta bán chẳng hạn, hoặc một số cái đồ dùng mà của người mất đi thì người ta cũng đưa ra đây người ta bán. Thành ra là khi mà mua cây ở mua đồ ở chợ đồ cũ thì các bạn cân nhắc nhé. Đây, ở đây có hoàn toàn thấy cây sung này rất đẹp, sung này rất là sai quả luôn. Đây là cái khu bán cây cảnh. Bán cây cảnh ở đây, ở trong này nhiều cây rất là đẹp luôn. Trong này nhiều cây đẹp. Đây, cây trước mặt chúng ta đấy rất là đẹp. Không biết là xanh hay là si. Nhưng mà trong này thì cô đang phun thuốc, cả nhà Minh Toàn không muốn vào. Bạn khu vực này là khu vực bán cây các bạn ấy. Những cây bonsai, cây cảnh, cây hoa. Khu vực này là khu vực bán hoa và cây cảnh à.
Đây, bây giờ Minh Toàn, bởi vì khu này là Minh Toàn đã quay video, 2 video rồi. Nhưng mà Minh Toàn sẽ không quay khu này nữa để đỡ mất làm thời gian của bà con. Xin hẹn gặp lại với bà con trong video tiếp theo. Cảm ơn bà con, các bác đã theo dõi video này.